Verna, người này không phải là nhà tu khổ hạnh Siddhartha sao? Lấy nước cho chị. Lúc ngài mới đến đây, gương mặt vô cùng rạng rỡ, ngài đã tìm được điều gì rồi mà bây giờ hình hài ra nông nổi này? Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Tôi muốn tìm ra con đường giải thoát. Thần linh ơi, muốn giải thoát mà không ăn uống sao? Nhưng thân thể ngài đó sắp chết rồi, còn nói gì đến chuyện giải thoát chứ. No.